hàng năm lấy cầu mùa người giao tiền từ hồi trước vào những ngày đầu năm với ý nghĩa đồng bào gửi gắm những ước nguyện về một vụ mùa mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, lúa về đầy kho, sắp đầy bù, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Và lễ hội cầu mùa cũng là một hoạt động thể hiện bản sắc dân tộc, văn hóa, tinh thần đoàn kết của người giao tiền. Nghi lễ nông nghiệp đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ người giao tiền, thể hiện nhu cầu tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa tinh thần của người đồng bào, qua đó bày tỏ ước mơ về một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Cũng